từ 18 giờ ngày 20 tháng 11 đến 6 giờ ngày 21 tháng 11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tại thị xã Phú Thọ 2 ca, tại Thanh Thủy 1 ca, tại Đoàn Hùng 1 ca. Trong các trường hợp mắc mới, 3 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng phong tỏa đã được cách ly, theo dõi và quản lý. Một trường hợp mắc mới trong cộng đồng tại xã Vân Du, huyện Đoàn Hùng. Có hai xã mới là xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy và xã Vân Du, huyện Đoàn Hùng phát hiện ca bệnh đầu tiên về cấp độ dịch. Toàn tỉnh ở cấp độ 2, 11 trên 13 huyện ở cấp độ 2, hai huyện là Hạ Hòa và Cẩm Khê ở cấp độ 1. Toàn tỉnh không còn xã phường ở cấp độ 4, 3 xã phường ở cấp độ 3, 29 xã ở cấp độ 2 và 193 xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ 1.